Thưa quý vị, ở chương trình này người chơi chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Nhưng mà đội nào sau khi kết thúc vòng 2, cái số tiền thưởng còn cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng 3. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 có tên là Khởi Động. Đang đến với vòng khởi động. Vòng này chúng ta có 3 câu ca dao. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Và ở đây mỗi đội có một cái bảng. Khi các em cần quyền trợ giúp giơ lên 3 quyền tất cả. Quyền số 1 là cái quyền mua ô chữ miễn phí. Giơ lên một cái, anh cho mở ô không lấy tiền. Quyền thứ 2 trả lời miễn phí. Lên quánh sập cái chiên của anh luôn, anh cũng không lấy tiền luôn. Vì mà mình không có tiền mà mình vẫn muốn trả lời đấy. Đúng. Quyền thứ 3 đó là nếu như qua đến vòng 2 mà gia tài của các em không còn bao nhiêu, đúng không? Mình làm ăn thua lỗ quá đó, sắp phá sản, giơ lên cái anh cấp cho số vốn làm ăn tiếp. Trời ơi, em là gì có tiền. Trời em ơi, có tiền à. Có tiền ở đây vô sản. Trời ơi, chưa chi mà than quá trời than à. Thôi được rồi, không có tiền thì anh cung cấp cho số vốn được không? Wow. 20 triệu mỗi đội. Wow. Hãy dùng cái tiền đó mua những ô chữ để mình đoán cái câu đó là câu nào. Bây giờ sẽ là câu số 1 nha. Mời ô chữ. Đấy. Đó, bây giờ trời mình dùng tiền ơi. Đi. Mua 3 ô là tối đa. Chắc chắn là mình sẽ phải mua cái ô đầu tiên đầu trước. Đầu tiên. Ô nào? Cuối cùng. Xong rồi gọi ô chính tên giữa. Gọi tên. A1. B8. A1 B8. Và A không, anh nghĩ là phải hai cái ô gần nhau nó mới dễ đoán. À không, A1 với A3 đi. Dịp. Ok, bọn em sẽ mua A1, A3 và B8. A1, A3, B8. Sao? Đội tí nỉ. Bên mình ba cũng 3 ô ấy. Chắc là B1 nha. B1. B này chắc là em B1. A6. A2. Ừ. A2. A6. Và B1. B1. Rồi, gợi ý. Con cái dao khuyên con cái phải biết vâng lời cha mẹ mới là người con ngoan. Chuẩn bị. Mở chữ. Chưa. Rồi. Em làm gì vậy tức đây? Nó bị dính cái này nè, em tháo ra không được. Hay không? Anh đã quy định là phải lấy cái dùi và anh lấy tay đánh. Em đã đánh chiên trước. Mời em trả lời. Thế là mất 1 triệu rồi đúng không ạ? Thế là mất 1 triệu rồi đúng không ạ? 1 triệu. Đánh xong em lại nghĩ là giá như mình chưa đánh. Sao vậy? Tại vì là thật ra là cái câu này có rất là nhiều kiểu phiên bản khác nhau ấy. À. Thôi anh nhớ anh... phiên bản thuần nhất. Xuống đây. Đây. Đọc đi. Em xin được đoán. Đi. Câu. Ôi được nhắc. Cao dao này là được. Nói sai, nói sai là về trừ đó. Hai đứa nó lớn lên việc gì phải thầm. Bây giờ mình đang có quyền trả lời thôi. À ok. Không, không sao trả ăn lời. Muối cá ương. Con cãi cha mẹ. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư đúng không? Đúng không? Rồi đọc lại lần nữa nè. 2 3. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Chốt không? Dạ. Chốt không? Vâng. Dạ chốt. Bọn em sẽ đưa ra phương án cuối cùng luôn. Chốt. Chốt. Đây là đáp án. Chính xác. Ừ, chính xác. Yes. Hên thôi. Hên thôi. Không phải người ta hên nè, mà người ta khéo. Gần 10 triệu cho đội Nam Phụng. Yeah. Đầu tư có lời, thấy không? Câu số 2, mời ô chữ. Bàn bạc cứ nói lớn lên, không sao hết. Mời các em chọn ô trước. Không hết vậy à? Bây giờ mình sẽ... Bây giờ mình sẽ chọn ô trước. Vẫn tiếp tục lại mấy cái chữ đầu á. Mấy chữ đầu ha. Ừ. Bây giờ em chọn A1. A3. B1. A1, A3, B1. Nam Phụng, chọn ô nào? A6 ạ. A6. A6. B4. B4. B8. B8. A6, B4, B8. Cô Cái Dao nói về thân phận người phụ nữ thời xưa. Lấy chồng thì họ không thể tự quyết định cuộc đời riêng của mình mà phụ thuộc vào gia đình nhà chồng. Mở ô chữ. Trời ơi, câu gì mà khó vậy ta? Ở chết rồi. Lại đánh chuông à? Phải cho em thời gian để suy nghĩ đó.
mình ngốc nghếch rồi. Anh biết cái câu bên trên nhưng anh không biết cái câu bên dưới. Đó, mở những cái ô nó gần gần nhau rồi nó sẽ dễ hơn. Con gì đó? Con cá. Cò. Con cò là là. Trời là. Cho em mua thêm một ô được không ạ? Bình tĩnh. Từ từ. À. Ok, từ từ. Sao? Có đáp án không? Không biết rồi. Dạ, dạ chắc là phải mua. Nếu thêm cả hai nữa. Đội không có đáp án thì anh sẽ mở ra một lượt mua bán mới. Dạ. Mỗi nhà là có thể mua được tối đa 3 ô. Mời Năm cùng mua trước. Nè. B3 đi. Còn B2 không? Ok, B2. B2. B5. B5. B7. Em nghĩ là mở. B2, B5 và B7. B2, B5, B7, 2, 5, 7. Bên đây mình muốn mua không? Dạ, em mua. A2, B3. A2, B3 và B3. Còn cái nào chưa mua nhỉ? B6. B6. A2. B3 và B6. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Trời, lên. Thật sự là em không biết không luôn. Ủa Titi, em đứng lên chi vậy? Rồi sao em xuống lại vậy? Em ngờ ngợ nhưng mà em đọc câu dưới xong cái em không biết em ngờ cái điều gì luôn. Đây. Đọc đi. Con gái là của người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Đúng không? Số đặt chắc. Yeah. Con gái là của người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Chỗ đúng không? Số đặt. Em che mặt làm gì anh đi. Đây là đáp án. Thôi anh được. Lần này em tin vào sếp. Tin không? Em tin. Tin anh đi. Em đã lầm tin. Đây là đáp án sai. Chán thế nhờ. Thôi không sao anh ơi. Lần này có lời không? Tin của anh là sai à? Gì gì nhờ? Hai chữ này. Con gái là con người ta. Hồi nãy là anh nói là của người ta. Của người ta hả? Sao đánh chiên không? Con gái là con người ta hả? Ủa anh tưởng như vậy là con người ta hả? Anh chắc gì giống cột mà. Đừng tưởng nữa. Đánh chiên phải không? Đánh chiên phải không? Dạ. 2-3. 1 triệu. Bút xa gà chết luôn. Tính tiền liền. Gà chết liền. Em đọc đi nào. Đọc lại đi. Đọc lại nha. À. Con gái là con người ta. À, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Chốt không? Dạ chốt. Dạ chốt. Chốt nhẹ dạ, quá. Không biết cái gì. Chốt rất thờ hững. Đây là đáp án. Chính xác. Yeah. Một từ thôi. Con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Không phải, thật ra ban đầu em không phân vân. Nhưng mà tại vì là nghe con gái là của người ta nghe kiểu nó mượt hơn à? Nghe nó mượt hơn. Hồi nãy em có hỏi anh Oset rồi là anh có chắc là chữ con thay bằng chữ của không? Anh kêu là chắc mà. Chắc phải không? Em nhớ là em nghe ở đâu đấy câu này rồi. Là chữ của rồi. Ở đây chưa nghe. Ở đây cũng chưa nghe mà chắc trả lời là được. Do dị bản nào đó. Giờ mày mới tốn có mấy triệu. Cái chữ con này mình nghe nó mới đúng ý nghĩa hơn. Dạ. Con gái là con người ta. 10 triệu cho đội Tini. Câu số 3, mời ô chữ. Năm phụ mua trước nè. Quá trời ô luôn. Em sẽ mua vẫn là A1, B1 và em nghĩ là mua hai cái rồi. Giữa đi anh. B4 đi. Dạ. A1, B1 và B4 đó. A1, B1, B4. Xong, Tini. Mua ô nào? A2, A3. A4 luôn đi anh. B8. A2, A3, B8. Gợi ý. Câu ca dao nói về thân phận phụ nữ xưa có nhắc đến một vật dụng che nắng che mưa. Mở ô chữ. Che nắng che mưa. Không phải. Có gì bị liệu vậy đó phải không? Sao vậy? Hay nhà đứng, sao đứng lên, người kia cũng đứng lên nè. Là thân em như một cây. Đúng không? Bung. Bung. B. Bung. B. B. Đoát. Đoát là gì ta? Đoát là gì? Bung nào, có đáp án không? Bung bung đoát. Cái chỗ này hình như em cũng biết rồi nè. Bên đây, sao? Dạ, ở đây bên đây cũng là ngẩn ngợ. Chưa có đáp án. Ngẩn ngợ thôi không? Ngẩn ngợ. Mua tiếp không? Sương, dạ mua. Mua tiếp. Mở lượt bán thứ hai. Tí niệm mua trước nè. Mua chưa? À, rất hoang mang. 6. À, 6. Cái nào? Em thấy cái nào em cảm thấy... Tại vì câu này là anh thôi, anh như anh không biết luôn rồi đó. A4. A4, A6.
với sao họ cười dữ vậy ta? 17 nha, 17 nha. Anh thấy 17. Thôi, đừng bằng cái này. Thôi. Thấy anh mua A4, A5, A6 đi. Đúng rồi, để em mua phần dưới. Thì em mua câu dưới cho. B2 đi. B2. Thương lượng đi anh. B2. Thương lượng với mình. A4. A4, A6. Rồi. A6, B2. Bên đây mình sao? Anh chuẩn bị chạy. Bên đó mua câu nào ta? A4, A6. B2. Em sẽ mua A5. A5. B6. B6. B6 và B7. Không. À thôi B5 đi nhau. Bên kia. B3. Quên. A5, B6 và B3. Rồi, chuẩn bị. Mở ô chữ. Thân em. Chạy đi. Lên. Không biết chạy luôn. Ủa không ai giành luôn. Không ai giành luôn. Bình tĩnh thông thả đánh cái chiên cái nó sang trọng ghê không? Thân em chiếc nón cười. Cô gái của đội tí nị ơi. Hãy để em vành đứt đoát. Em xin trả lời câu này là: thân em như chiếc nón cười, bung vành đứt đoát, chịu đời nắng mưa. Wow. Chốt chưa? Dạ chốt. Nghe hợp lý nhờ. Nghe cũng hợp lý. Nghe rất là thuyết phục. Nghe thuyết phục của em ơi. Nghe rất là thuyết phục luôn. Nếu như bên đây mà hợp lý mà thuyết phục quá thì tụi em phải buồn sao vui dữ vậy? Không, tại tụi em không suy nghĩ ra được. Ủa, tụi em không nghĩ ra được ạ? Tụi em tưởng là như cái dù vậy. Em cũng nghĩ là thân em như một chiếc dù. Nhưng mà khi mình mua nó mở ra được là chiếc nón cời rồi. Vậy bởi vậy khúc sau tụi em không biết rồi. Hồi nãy là mở ra rồi. Đoán hai cái từ B5, B7 đơn giản mà đúng không? Trời, lẽ ra mình mua hai cái ô này mới đúng. Đây là đáp án chính xác. Yeah. 10 triệu cho đội tí này. Và bây giờ chúng ta hãy xem thử coi số tiền của mình còn lại là bao nhiêu nha. Tí này 30.500.000. Wow. 5 Phụng 20.500.000. Wow, nhiều lắm á.